Hello anh chị, hôm nay em làm video cho Child Care Subsidy. So cái Child Care Subsidy này là trợ cấp để bù đắp chi phí trẻ, giữ trẻ cho các gia đình đủ điều kiện có thu nhập và thấp hơn. Okay, so những cái subsidies này, let's see. Vào ngày 15 tây tháng 11 năm 2021, chính phủ Alberta và chính phủ liên bang đã công bố một thỏa thuận agreement để giảm chi phí giữ trẻ em trung bình 50% vào đầu năm 2022 và cung cấp mức phí trung bình 10 đồng một ngày vào năm 2026. So here, cho lower and middle income families, cho những gia đình mà có trả tiền giữ trẻ child care, nếu như đứa con enrolled in a licensed facility based program ở cái daycare, out of school care hoặc preschool mà licensed, có bằng cấp, family day home program cũng phải có cái licensed family day home agency. So cái số tiền anh chị sẽ nhận là tùy theo cái program loại gì và trẻ em bao nhiêu tuổi. Bắt đầu tháng 1 2022 là cái child care subsidy này, cái anh chị sẽ nhận tiền tùy theo cái thu nhập của anh chị bao nhiêu. Trên cái notice of assessment khi anh chị khai thuế cá nhân thì income thresholds will be increased to benefit. So cái trước đây cái một gia đình nhận tiền để em giải thích ở phía dưới. Anh chị phải đăng ký qua My Alberta Digital ID. And let's see, so here, income threshold increase. So families with a gross income, những gia đình mà có thu nhập dưới 90.000 đồng một năm có thể đăng ký. Và thêm có những cái new income bracket này, 75.000 tới 80.000, 80.000 tới 85.000 và 85.000 tới 90.000. Anh chị coi cái notice of assessment, cần cái notice of assessment và coi line 15000. From the most recent notice of assessment. So giờ là năm 2022, chưa ai khai thuế năm của năm vừa rồi, cho nên anh chị có thể dùng cái notice of assessment của 2020. Preschool thì nhận new licensed preschool program nhận 125 đồng một tháng. Một gia đình có thể nhận được một loại subsidy type. Nếu như anh chị có vài đứa mà mỗi đứa trong cái different license program thì sẽ nhận cái số tiền cao hơn. Số tiền nhận là tùy theo anh thu nhập bao nhiêu. So daycare and out of school care rates, những em bé 18 tháng trở xuống, từ 19 tháng đến lớp 1 và từ lớp 1 đến lớp 6, thu nhập bao nhiêu cho cả nguyên gia đình là cả vợ và chồng, từ đến 50.000 thì là 741 đồng, 644, 366 đồng. Okay, so cái này all the way up to 90.000 here, những cái số tiền. Licensed preschool program runs 2 to 3 days per week for half days, là 2 ngày hoặc 3 ngày một tuần. Cho nửa ngày là sẽ nhận flat rate 125 đồng một tháng. Không có thu nhập bao nhiêu cũng được hết, sẽ nhận 125 đồng một tháng. Cho maximum licensed family day home, day home thì sẽ nhận số tiền khác nhau. So đây là những cái số tiền.
những điều kiện như dưới đây, you or your spouse or partner or the child receiving care are Canadian citizens or permanent residents. So nếu như anh chị muốn đăng ký cái này thì anh hai vợ chồng phải đều là Canadian citizen hoặc permanent residents, phải có PR ở tỉnh Alberta. You and your spouse or partner, anh chị đang làm, kiếm việc làm, đang đi học, hay có special needs cần, và or your child, con của anh chị có special need, con của anh chị 12 tuổi trở xuống and chưa có đi học lớp 7, con của anh chị đã có cái secured spot là đã đăng ký học ở licensed facility based program with preschool, daycare or out of school or day home, thu nhập phải dưới 90.000 một năm. So, anh chị phải coi cái Notice of Assessment của hai vợ chồng luôn. Lấy line 15000, rồi trừ số tiền nếu như trong cái Tax Return Notice of Assessment có lần này 32000 thì trừ cái số tiền đó trong cái Tax Return, trừ line 3309 and 33199. Nếu anh chị muốn estimate trước, coi thử anh chị sẽ nhận bao nhiêu tiền thì có thể dùng cái calculator này. After you apply, so sau khi anh chị đăng ký, receive conditional 2-month subsidy. Anh chị sẽ nhận 2 tháng subsidy trước khi chính phủ đang coi cái application. Nếu như anh chị không đủ điều kiện thì anh, if you do not meet the conditional acceptance, you receive your subsidy. Sau khi anh chị đăng ký thì after you apply, nếu như đủ requirements thì anh chị sẽ nhận 2 tháng trước và chính phủ sẽ tiếp tục coi cái assessment, sẽ coi cái file. Nếu như không có đủ cho 2 tháng đầu thì sẽ nhận số tiền later. Anh chị có thể phải đưa thêm giấy tờ. Cái subsidy bắt đầu trong cái tháng, beginning of the month of your completed, trong cái tháng anh chị đăng ký hoặc cái đầu tháng tới. So nếu anh chị đã đăng ký cho con anh chị bắt đầu học tháng 1 tới tháng 9 thì anh chị có thể đăng ký 1 tới tháng 8. Nếu như chính phủ approve cái subsidy thì anh chị sẽ nhận lá thư cho anh chị biết là subsidy sẽ bắt đầu ngày nào và sẽ over hết ngày nào và cái số tiền. Cái số tiền sẽ trả thẳng đến cái Child Care Program. Nếu như anh chị không có gửi đủ giấy tờ khi anh chị đăng ký thì anh chị sẽ nhận cái 2 tháng trước. You'll be given a 2-month period to submit them. Oh, you'll be given, actually, nếu như anh chị không gửi đủ giấy tờ thì anh chị sẽ phải đưa trong vòng 2 tháng. Sau khi anh chị đưa hết và chính phủ approve thì chính phủ sẽ cho maximum 12 tháng. Nếu như anh chị không có đưa đầy đủ thông tin giấy tờ thì anh chị phải trả lại tiền. It's not... So anh chị phải trả lại số tiền nếu như không có đưa đầy đủ thông tin và giấy tờ. Nếu như chính phủ không có approve thì anh chị sẽ nhận lá thư nói lý do và anh chị có thể xin chính phủ review coi lại trong vòng 30 ngày. And renewal trước khi cái subsidy expire là hết hạn thì anh chị, chính phủ sẽ gửi anh chị notice báo cho anh chị biết là hết hạn và anh chị phải renew trước khi hết hạn. Nếu như anh chị không có cái My Alberta account thì có thể download form ở đây rồi gửi bằng bưu điện.